tuổi 74 âm lịch mà tuổi chính thức là 73. Tôi dùng cái này được khoảng chưa được một năm, mới khoảng 6 tháng. Riêng cái rút nước gần đây tôi dùng ấy là phải nói là rất có hiệu quả. Cái bệnh trào ngược dạ dày của tôi đến nay là hết. Và trong cơ thể hiện nay ấy, là cảm thấy khỏe ra rất nhiều và tăng cân từ sau Tết, từ trước Tết bây giờ là tăng lên cực trên hơn 2 cân. Hai nữa là cái sản phẩm Hưng Cơ Khớp, những người có tuổi thì nên mua cái này rất tốt. Tôi nên tôi leo cầu thang lên tầng 3 không có làm cái gì cả, từ tầng 1 đến tầng 3, tầng 4 không làm cái gì. Trước đây leo lên là rất khó, bây giờ đi chứ xương khớp là ổn định. Phải nói tôi thừa nhận là cái viên quân khớp này cực kỳ là tốt, rất tốt. Đấy, nhưng các bác có tuổi nên mua cái này là rất tốt. Cứ đâu chỗ nào xịt chỗ đó, so bóp qua tính tầm khoảng một hai lần là hết. Phải nói là cái viên quân khớp là rất tốt. Táo bón của tôi là hiện nay là cái táo bón của tôi cũng vậy, là cái dạ dày táo bón lưng ruột của tôi đến nay là ổn định, phải lên rất tốt. Và tôi uống rất nhiều cái loại thuốc để điều trị, nhưng mà nó chỉ giảm huyết áp thôi, nhưng mà sau khi dùng cái sản phẩm cái cần tây, cái tạo sản cần tây cho tôi này thì đến nay mà lại là tốt, cực kỳ là tốt. Tôi đây là nhất chứng sống người thật được thật, tôi nói nó là người trẻ. Chưa vào trường của những chỗ ngồi về chương trình.